Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Cao Thị Thanh Loan. Hiện mình đang là sinh viên của khóa 2 của Đại học EDX, lớp K2 Happy. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP19. Và hôm nay thì mình đã học tìm hiểu trước một bài tập của bộ môn Learning Method. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là tìm hiểu về những ngành, tìm hiểu về những bộ phận điều hành chính của doanh nghiệp, ví dụ như kỹ thuật này, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý, hành chính, kế toán, nhân sự, marketing hoặc là tài chính. Và mỗi một bộ phận thì nó có một chức, chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Và mọi người hãy cùng tôi đi tìm hiểu về những chức năng và nhiệm vụ của những cái bộ phận này á. Thì đầu tiên, thứ nhất thì đó chính là chức năng và vai trò của kỹ thuật. Vậy thì công việc của một kỹ thuật là gì, và trong doanh nghiệp thì kỹ thuật đó chính, và trong doanh nghiệp thì và trong doanh nghiệp thì kỹ thuật đó chính là một người giám sát, một người thiết kế kỹ thuật máy móc này, hoặc là những cái sản phẩm và hoạt động mà người ta hoạt động để tạo ra sản phẩm cho công ty của mình. Và một người kỹ thuật đó chính là giám sát, và giám sát những cái công việc của những nhân sự của họ và các cái máy móc. Và họ có thể khi máy hỏng thì họ có thể sửa chữa, hoặc là họ điều hành một cái bộ phận máy móc của công ty. Và một trưởng phòng kỹ thuật có chức năng đó chính là phối hợp cùng với các nhân sự để có thể rà soát, kiểm tra hoặc là kiểm tra những số lượng hoặc là chất lượng của sản phẩm và chất lượng của máy móc ra sao, quản lý lãnh đạo nhân viên, nhận được cái vị trí quản lý cao cấp như là CEO, như là một giám đốc kỹ thuật. Thì họ có vai trò đó chính là điều hành các cái nhân sự của họ, các cái đồng thời điều hành các cái hệ thống máy móc để có thể làm việc tạo ra sản phẩm một cách tốt nhất. Và cái bộ phận thứ hai đó chính là bán hàng. Nghe đến bán hàng thì có vẻ rất là bình thường, nhưng thực ra bán hàng là một cái vô cùng quan trọng và rất là khó đối với mỗi một doanh nghiệp nào đó. Và chúng ta khi mà thành lập một cái doanh nghiệp nào đó thì nhằm mục đích đó là đưa các cái sản phẩm ra thị trường, và đưa các cái sản phẩm ra thị trường thì đó chính là cách bán hàng, và muốn đưa được ra thị trường một cách tốt nhất đến với người tiêu dùng thì cách bán hàng của họ phải vô cùng là tinh tế và chú trọng đến cái cách bán hàng này. Và quyết định và bán hàng chính là sự quyết định, đó chính là quyết định mọi sự tồn tại của một doanh nghiệp. Và cái cách bán hàng để phục vụ cho doanh nghiệp để đưa ra ngoài thị trường và tới tay khách hàng, và có thể làm khách hàng hài lòng với cách bán hàng như thế nào, có thể đó chính là PI sản phẩm, hoặc là chúng ta có thể giới thiệu sản phẩm một cách sao cho ưng ý nhất đối với, để khách hàng có thể tạo được niềm tin đối với khách hàng. Thì bộ phận bán hàng này rất là quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp. Và thứ ba đó không thể thiếu, đó chính là chăm sóc khách hàng. Và chăm sóc khách hàng và marketing thì cũng gần như là giống nhau. Và chăm sóc khách hàng thì giúp cho cái công ty của mình tạo ra khách hàng, giúp cho cái công ty của mình có cái tạo lên những khách hàng. Nếu mà chúng ta chăm sóc khách hàng tốt thì chúng ta sẽ tạo được niềm tin đối với khách hàng.
và khách hàng sẽ luôn trung thành với sản phẩm của mình và sẽ duy trì dùng sản phẩm của mình bởi vì họ đã đặt niềm tin vào cái sản phẩm của mình. Thì đây là do cái người chăm sóc khách hàng có thể tạo được cái mời được khách hàng để duy trì dùng sản phẩm của bên mình. Và chăm sóc khách hàng, nếu mà chăm sóc khách hàng tốt ấy, thì sẽ khiến cho khách hàng tin tưởng vào cái danh doanh nghiệp của mình và mình sẽ phát triển được cái danh nghiệp của mình tốt hơn và thúc đẩy những cái khách hàng đến sau khi mua hàng của mình tin tưởng vào doanh nghiệp của mình, thu hút nhiều khách hàng. Và thứ ba bộ phận thứ ba đó chính là người quản lý. Thì mỗi một cái doanh nghiệp nào cũng phải có người quản lý, bởi vì một doanh nghiệp mà không có người quản lý thì sẽ không có những cái quy tắc, không có lội quy để cho mọi người có thể dựa vào đó mà phát triển tốt hơn. Và người quản lý góp phần làm gắn kết, ghép các tổ chức với nhau và hình thành một mục tiêu một cách hiệu quả và thực hiện kế hoạch. Và người quản lý có thể thực hiện một kế hoạch, một chiến lược hay một kỹ năng nào đó để giúp cho nhân sự của mình phát triển một cách tốt hơn. Và người quản lý có thể là một người lãnh đạo tổ chức một sự kiện nào đó hoặc là kiểm tra những cái hoặc là có thể là kiểm tra những cái sai sót của công ty của mình và có thể là phạt họ khi mà họ làm việc gì sai. Thì người quản lý có chức năng vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Và cái thứ năm đó chính là kế toán, bộ phận kế toán. Và bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Kế toán có thể thống kê mọi số liệu và và đây chính là những cái chức năng và vai trò của những cái bộ phận trong một doanh nghiệp. Và bài học đến đây của tôi là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.